Liên Quốc cảnh báo không được để Li-Băng trở thành một Gaza khác. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nói về tình hình tiền tuyến. Thủ tướng Hungary nói đánh bại Nga ở Ukraine là vô vọng. Tiêm kích F-16 sau bị cung cấp sẽ đồn trú trên lãnh thổ Ukraine. Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh youtube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý. Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật ngày 21 tháng 6 đề cập tới cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo rằng thế giới đang trên bờ vực thảm họa khi xung đột leo thang ở các khu vực. Ông nói, một động thái hấp tấp, một tính toán sai lầm có thể gây ra một thảm họa vượt ra ngoài biên giới và nói thẳng ra là ngoài sức tưởng tượng. Ông Guterres tuyên bố, thế giới không thể để Liban trở thành một Gaza khác, đồng thời kêu gọi cả hai bên khẩn trương tái cam kết hòa bình. Ông Guterres nói, thế giới phải lên tiếng rõ ràng, việc giảm leo thang ngay lập tức không chỉ có thể thực hiện được mà còn là hành động cần thiết, không có giải pháp quân sự. Ông đồng thời cho biết nhiều người đã mất mạng hoặc phải sơ tán ở cả Liban và Israel. Ông Guterres nói thêm rằng, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đang làm việc để giảm căng thẳng và giúp ngăn chặn tính toán sai lầm trong một môi trường vô cùng thách thức. Trước đó, ngày 19 tháng 6, người đứng đầu lực lượng Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố nhóm vũ trang này đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột toàn diện với Israel. Ông Nasrallah cũng cho rằng cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và các lực lượng vũ trang ở khu vực sẽ thay đổi và định hình tương lai khu vực. Quan chức này tuyên bố Hezbollah đang tấn công các vị trí của Israel theo một lịch trình nhất định và cụ thể. Ông đồng thời lưu ý rằng nhóm này có một lượng thông tin rất rất lớn về các công sự, quân số và hoạt động triển khai của quân đội Israel. Sau khi Hezbollah công bố video ghi lại hình ảnh các địa điểm quân sự và dân sự ở một số thành phố của Israel, Israel cảnh báo chiến tranh tổng lực với lực lượng này. Hezbollah và Israel đã giao tranh gần như hàng ngày kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, tần suất giao tranh đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Hezbollah là nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia được Iran hậu thuẫn và cũng là một đảng chính trị lớn hoạt động tại Liban. Căng thẳng Israel-Hezbollah làm dấy lên lo ngại rằng thông thuốc súng Trung Đông sẽ phát nổ, đẩy xung đột lan rộng ra khắp khu vực một cách nghiêm trọng. Iran cảnh báo nếu Israel mở chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Hezbollah ở Liban, Israel có thể đối mặt với nguy cơ thất bại. Iran lâu nay đã hậu thuẫn cho Hezbollah, lực lượng mà Israel ước tính đã tích lũy kho vũ khí lên tới 200.000 rocket, cũng như các loại vũ khí khác như máy bay không người lái, súng cối, vũ khí chống tăng và tên lửa dẫn đường chính xác mỹ được cho là ngày càng lo ngại về viễn cảnh cuộc xung đột israel hamas đang diễn ra biến thành một cuộc xung đột lớn hơn ở trung đông liên quan đến hezbollah và có thể là cả quân đội mỹ Ngày 21 tháng 6 phát biểu tại buổi lễ ở Điện Kremlin, tôn vinh những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc các học viện quân sự và an ninh, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết quân đội nước này đang chiếm thế chủ động trên toàn mặt trận. Ông nói, trong thời gian thử thách quân đội và hải quân của chúng tôi đã nhiều lần chứng minh rằng họ có khả năng ứng phó trước những mối đe dọa và thách thức nghiêm trọng nhất. Giờ đây trong chiến dịch quân sự, các quân nhân Nga đang hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bảo vệ ích quốc gia và kiên quyết đấu tranh với những người theo hệ tư tưởng phát xít. Ông Belousov kết luận Nhờ sự dũng cảm và cống hiến của họ, chúng tôi đã giành được quyền chủ động trên toàn bộ chiến tuyến và liên tục làm suy giảm tiềm năng chiến đấu của đối phương. Tuần vừa qua, giao tranh quyết liệt đã được ghi nhận dọc chiến tuyến. Lực lượng Nga đã tiến về phía Gulaipole trên mặt trận Zaporizhia, củng cố đầu cầu gần chasovja ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine ở phía bắc Kharkov gần Vopchanh và Lipsi. Cùng lúc đó, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các tài sản chiến lược của Ukraine như cầu và sân bay, đồng thời sử dụng máy bay không người lái để săn lùng các hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp. Phát biểu trước các sinh viên tại buổi lễ, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ tăng cường cung cấp thiết bị cho quân đội ở tiền tuyến, đề cập đến máy bay không người lái, xe bọc thép, máy bay tấn công, vũ khí có độ chính xác cao và hệ thống liên lạc. Ngày 21 tháng 6, Thủ tướng Hungary Orbán đã đưa ra một vài nhận định liên quan đến chiến sự ở Ukraine. Theo đó, khi trả lời đài phát thanh Korsus, Thủ tướng Orbán cho rằng phương Tây muốn đánh bại Nga ở Ukraine, nhưng kế hoạch này vô vọng và sẽ phải trả giá đắt. Ông nói, tình hình có vẻ như phương Tây muốn đánh bại Nga với sự hỗ trợ từ Đức và sự lãnh đạo của Mỹ. Tôi nghĩ điều đó thật vô vọng. Ngay cả khi thành công, viễn cảnh vốn hoàn toàn không thực tế chút nào, chúng ta vẫn phải trả một cái giá đắt không đáng. Thủ tướng Hungary cho rằng Nga chịu trách nhiệm về việc khiến xung đột bùng phát ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh nguyên nhân chính là ý định gia nhập NATO của Kiev. Ông Oban nói, Suốt cuộc, câu hỏi đặt ra là Ukraine có trở thành thành viên NATO hay không? Trọng tâm của cuộc chiến này là Sevastopol ở Crimea, nơi sẽ treo cờ NATO hoặc cờ Nga ở cửa ngõ Biển Đen. Người Nga nói rằng quốc kỳ của họ đang tung bay tại đó và họ không muốn đổi thành cờ NATO, cũng không muốn ở cạnh các nước NATO. Sevastopol là thành phố quan trọng ở bán đảo Crimea, nơi có tổng hành dinh hạm đội biển đen của Nga. Ông Orbán được xem là lãnh đạo có lập trường thân thiện với Nga nhất trong các thành viên NATO. Chính trị gia 61 tuổi đã nhiều lần kêu gọi thành viên liên minh hạn chế can thiệp vào cuộc chiến tại Ukraine, ủng hộ thúc đẩy Kiev và Moscow và đàm phán thay vì viện trợ vũ khí cho Ukraine và kéo dài xung đột. Ông cũng phản đối Ukraine gia nhập liên minh quân sự này. Trong cuộc phỏng vấn, ông Orbán tiếp tục khẳng định Hungary sẽ không tham gia sứ mệnh quân sự của NATO ở Ukraine. Thủ tướng Hungary cho hay, Tôi và Tổng thư ký NATO đã thống nhất điều đó, Hungary cũng sẽ không viện trợ tài chính cho Ukraine. Nào. Bây giờ chỉ có cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới có thể dừng cuộc chiến. Không chỉ Tổng thư ký sắp mãn nhiệm mà còn cả người sắp nhậm chức. Không ai ở NATO được gây áp lực với Hungary. Thủ tướng Oban cũng được biết đến là một trong những người ủng hộ ông Trump nhiệt thành nhất ở châu Âu và thậm chí còn mượn khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại của cựu Tổng thống Mỹ. Trong tuần này, đảng Fidesz cầm quyền của ông Oban đã công bố Hungary sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch Liên minh châu Âu sắp tới với phương châm đưa châu Âu vĩ đại trở lại. Trước đó, Thủ tướng Oban đã cáo buộc phương Tây muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga để có thể hưởng lợi từ các tài nguyên của Ukraine. Thủ tướng Hungary tin các nước thành viên NATO coi Ukraine là nguồn thu tiềm năng khổng lồ mà họ sẽ có thể kiểm soát khi quân đội Nga không còn hiện diện ở đó. Ông Orbán tuyên bố, quá trình giành ảnh hưởng của phương Tây đối với Ukraine đã bắt đầu với việc thảo luận về các khoản vay cho nỗ lực quân sự và tái thiết của quốc gia Đông Âu này. Theo lãnh đạo chính phủ Hungary, bản thân cuộc xung đột cũng trở thành nguồn thu béo bở cho các nhà sản xuất vũ khí chủ nợ, nên đây cũng là lý do khiến phương Tây muốn kéo dài giao tranh. Ông Obama quả quyết, Budapest ngay từ đầu đã phản đối việc phương Tây can dự vào cuộc xung đột, đồng thời đổ lỗi cho Brussels và Washington về mở căng thẳng. Ông cũng cho rằng cuộc xung đột có thể kết thúc trong vòng một ngày nếu các lực lượng ủng hộ hòa bình lên nắm quyền ở Mỹ và liên minh châu Âu, EU. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn về kênh tin tức PBS, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Rex Sullivan đã tiết lộ kế hoạch về tiêm kích F-16 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký thỏa thuận an ninh song phương 10 năm vào tuần trước. Theo đó, quan chức Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu F-16 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine sẽ được đặt trực tiếp trên lãnh thổ nước này. Sau khi ký thỏa thuận an ninh song phương 10 năm với Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Washington đã cam kết cung cấp cho Kiev không chỉ vũ khí, bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot mà còn cả phi đội máy bay chiến đấu, trong đó có cả F-16 và các máy bay khác. Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan cam kết cung cấp hàng chục máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Những chiếc F-16 đầu tiên của Đan Mạch dự kiến sẽ đến Ukraine vào mùa hè này. Đầu tháng này, quan chức cấp cao của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, ông Serhiy Kholutsov cho biết, một số máy bay F-16 mà đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ đồn trú tại các căn cứ không quân ở nước ngoài. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Katapolov cảnh báo, bất kỳ chiếc F-16 nào của Kiev được đặt tại căn cứ bên ngoài lãnh thổ Ukraine và được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu chống lại Nga thì sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Ukraine dự kiến sẽ nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào mùa hè này. Chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở ở Mỹ, ông Roger Barros cho rằng, việc sử dụng máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga vào thời điểm này không có nhiều ý nghĩa về mặt quân sự. Ông Barros nói, bay càng gần biên giới và đi càng sâu vào lãnh thổ Nga sẽ càng nguy hiểm và Ukraine có nguy cơ mất cả máy bay chiến đấu hiện đại cũng như phi công giàu kinh nghiệm mà không dễ dàng thay thế. Theo ông Barros, trong tương lai, khi có nhiều máy bay chiến đấu hơn, một chiến lược như vậy có khả năng mang lại lợi ích đáng kể cho Ukraine, nhưng đây không phải là những gì họ có thể làm ở thời điểm hiện tại. Việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công Nga là một cú khích lớn cho Kiev, nhưng chưa hẳn đã là tốt nhất đối với phi đội F-16 với số lượng ít ỏi trước mắt. Những chiếc F-16 khi được trang bị tên lửa chống bức xạ như AGM-88 HAM có thể được sử dụng để nhắm vào lực lượng phòng không Nga trong các nhiệm vụ trấn áp và tiêu diệt, nhưng đó sẽ là những hoạt động đầy thách thức và nhiều rủi ro. Chuyên gia hàng không quân sự tại Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh là Tim Robinson cho biết, F-16 có thể hữu ích trong việc tấn công các mục tiêu ở Nga vốn nằm ngoài tầm bắn của các loại vũ khí khác. F-16 có khả năng đó nhưng tấn công vào bên trong Nga là một nhiệm vụ nguy hiểm, đặc biệt đối với mẫu máy bay thế hệ thứ tư có chuyến bay đầu tiên từ năm 1974. Ukraine đã yêu cầu phương Tây cung cấp tiêm kích hiện đại ngay từ giai đoạn đầu khi xung đột với Nga mới bắt đầu bùng phát. Nhưng phải đến tháng 5 năm ngoái, Mỹ mới bật đèn xanh cho các đồng minh cung cấp F-16 cho Ukraine.